hòa đồng và thân thiện. Vì vậy điều đó đã giúp đỡ cho Như rất nhiều trong việc hòa nhập với cuộc sống tại Bồ Đào Nha. Thì cái khoảng thời gian mà Như gặp chấn thương thì cũng có đôi chút khó khăn trong việc sinh hoạt, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ cũng như là đồng đội thì Như đã hồi phục rất là nhanh chóng và trở lại tập luyện cùng với. Khi mà câu lạc bộ cũng như là đội bóng hỏi Như về Việt Nam thì Như đều trả lời là Việt Nam là một trong những nơi xinh đẹp nhất trên thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó chính là những gì mà Huỳnh Như đã trực tiếp nói ra. Bản thân chúng tôi cũng rất mong muốn gửi đến những cái video nó dài hơn, nhưng ở đây trên cái nền tảng YouTube thì nó sẽ có sự trùng lặp và điều đó cũng có thể khiến cho kênh của chúng tôi sẽ gặp một số những vấn đề. Thế nhưng dù sao, gặp một vấn đề nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn muốn gửi những video trực tiếp như thế này để gửi đến quý vị và các bạn, bởi những video này không phải là cho chúng tôi quay, vì vậy mà rất dễ có sự trùng lặp và sẽ ảnh hưởng đến kênh. Nhưng như chúng tôi đã chia sẻ, chúng tôi muốn bảo vệ Huỳnh Như, bởi vừa qua có quá nhiều những cái thông tin thất thiệt liên quan đến Huỳnh Như. Họ nói rằng là Huỳnh Như phát biểu như thế này, Huỳnh Như phát biểu như thế kia, và nói rằng là cô ấy bị hành hung ở Bồ Đào Nha, bị rất nhiều các đồng đội hành hung nhiều lần, rồi là bị phân biệt chủng tộc tại Bồ Đào Nha, tại Lanh FC. Thì với những video mà ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn, những video trực tiếp mà Huỳnh Như chia sẻ, thì tôi rất mong rằng là quý vị và các bạn có thể hiểu được về cái cuộc sống của Huỳnh Như là như thế nào. Với những chia sẻ vừa qua thì nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái miếng cơm manh áo của Huỳnh Như. Bởi nếu mà nói như vậy mà những thông tin đó đến được với Bồ Đào Nha, đến được với Lanh FC, thì quý vị và các bạn có thể hiểu rằng là người ta sẽ suy nghĩ về Huỳnh Như như thế nào, họ sẽ suy nghĩ về người Việt Nam chúng ta như thế nào. Rõ ràng là họ đang mang đến cho Huỳnh Như một cuộc sống thực sự rất là tuyệt vời, và Huỳnh Như nhận được rất nhiều những tình cảm, không chỉ là bởi huấn luyện viên trưởng, không chỉ bởi đồng đội, mà tại Bồ Đào Nha thì Huỳnh Như cũng có một cuộc sống rất vui vẻ, bởi ở đó họ cũng rất tôn trọng cô. Vậy mà những thông tin vừa qua nói rằng là Bồ Đào Nha họ phân biệt chủng tộc, rồi là Bồ Đào Nha những cầu thủ, thậm chí đồng đội hành hung Huỳnh Như rất nhiều lần và khiến cho cô ấy đã phải buộc rời Bồ Đào Nha. Bởi họ nói như thế này, họ nói rằng là nếu như mà quay trở lại Bồ Đào Nha và tiếp tục ở lại đó thì Huỳnh Như rất sợ tiếp tục lại bị ăn đánh nữa. Đó thực sự là thông tin mà tôi cũng rất mong muốn rằng quý vị bạn cần phải đón nhận một cách tích cực nhất. Phải khẳng định một điều rằng chúng tôi chẳng có cái gì gọi là ghen tức ở với cái kênh nào cả. Nhưng với những thông tin, với những con người tuyệt vời giống như là Huỳnh Như, thì chúng tôi muốn rằng quý vị và bạn phải có những cái nhìn thông tin chính xác nhất, xác đáng nhất và mang đến cho quý vị và bạn sự an tâm lớn nhất. Bởi vừa qua, như chúng tôi đã chia sẻ rồi, rất nhiều những cái thông tin mà chính Huỳnh Như cũng đã chia sẻ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi cái video này để có một số ai đó, nếu như chúng ta chưa nắm bắt được cái thông tin một cách rất rõ ràng, đặc biệt là với các cô chú, các bác khá nhiều tuổi, khi mà các bác thì cũng có thể là không nhận được nhiều những thông tin, và khi mà đọc những thông tư liên quan đến Huỳnh Như như vậy thì các bác cũng cảm thấy là rất là sốt ruột, rất lo lắng cho Huỳnh Như. Thế nhưng với video này thì hy vọng rằng là cô chú, quý vị và bạn có thể yên tâm là Huỳnh Như đang có một cuộc sống tuyệt vời tại Lanh FC cho đến thời điểm hiện nay, và cô ấy cũng rất mong muốn được tiếp tục tái ký hợp đồng với đội bóng tại Bồ Đào Nha. Đó là thông tin mà Huỳnh Như đã chia sẻ. Vì vậy mà hy vọng với bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn rằng những cái tin đồn thất thiệt liên quan đến Huỳnh Như nó sẽ được dừng lại. Bởi cô ấy thực sự là một cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam. Cô ấy là người gần như là đầu tiên của bóng đá Việt Nam có thể là thành công tại châu Âu. Bởi trước đây chúng ta thấy rồi, những cầu thủ chúng ta sang nước ngoài thi đấu, ví dụ như sang Nhật, sang Hàn hay là sang những nền bóng đá lớn như là ở châu Âu, thì có ai thành công được như Huỳnh Như không? Khi mà liên tiếp được ra sân như vậy, được sự tin tưởng của huấn luyện trưởng, tin tưởng của các đồng đội, và đặc biệt ghi được rất nhiều những bàn thắng, rất nhiều những kiến tạo mà Huỳnh Như đã tạo ra được. Vậy thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục đồng hành, cùng cổ vũ, cùng ủng hộ và dành những lời lẽ tuyệt vời nhất dành cho Huỳnh Như, chứ không phải nói rằng là Huỳnh Như bị hành hung, rồi Huỳnh Như là bị phân biệt chủng tộc. Có thể là trong cái thời gian vừa qua thì họ lợi dụng cái việc là một cầu thủ của Real Madrid, đó là Vinicius, có bị bên phía của Tây Ban Nha họ phân biệt, có rất nhiều hình ảnh không đẹp, và từ đó thì họ đưa ra những thông tin liên quan đến Huỳnh Như, nhưng nó chẳng có sự liên quan gì cả. Huỳnh Như nhận được sự tin tưởng lớn, được tình yêu lớn và có được sự nể trọng lớn đến từ chính các đồng đội của mình. Không có cái thông tin nào liên quan đến việc là Huỳnh Như bị hành hung cả. Vì vậy chúng tôi rất mong rằng những thông tin ngày hôm nay sẽ được quý vị và bạn đón nhận một cách tích cực nhất liên quan đến cá nhân của Huỳnh Như. Có thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn là những thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam. Một điều rất đặc biệt sắp tới với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, với chính Philippe Chu Rocher,
Đó là vừa qua thì chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng cũng mong muốn là sẽ phát vé miễn phí trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hồng Kông ở trên sân Lạch Tray. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm thì sân Lạch Tray mới được tổ chức một trận đấu có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước thông tin đó thì chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng ông Văn Trần Hoàn cũng đã ngỏ ý muốn mở cửa miễn phí để cho khán giả có thể vào xem. Tuy nhiên thì bầu Hoàn cho biết là việc này vẫn cần phải thông qua sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Và ông ấy có nói như thế này: "Tôi thực sự rất háo hức khi mà nhiều năm rồi thì đội tuyển Việt Nam chưa thể về với thành phố cảng được. Đặc biệt hơn khi đây là trận đấu ra mắt của một huấn luyện trưởng mới. Khán giả hôm ấy chắc chắn sẽ là rất đông. Tuy nhiên việc kín sân hay không còn phải phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Quan điểm của tôi thì muốn mở cửa miễn phí để chiêu đãi bà con. Thế nhưng điều này thì lại thuộc quyền quyết định của VFF. Và làm việc với VFF thì tôi cũng mong muốn rằng là VFF sẽ bán với một mức giá thấp nhất có thể. Nếu thiếu thì câu lạc bộ có thể bù ra." Và bên cạnh đó bày tỏ mong muốn được mở cửa để tiếp đón khán giả một cách miễn phí, thì chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng cũng khẳng định rằng sân Lạch Tray sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam, khi mà ông ấy có nói như thế này: "Tôi cam kết tất cả các hạ tầng của sân Lạch Tray sẽ đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, bởi vì bản thân tôi đã đi rất nhiều các sân vận động thế giới rồi và tôi khẳng định rằng Lạch Tray sẽ đáp ứng đủ những tiêu chí khắt khe nhất của FIFA. Và theo kế hoạch thì ngày 5 tháng 6 tới đây, thầy trò Philip Jurice sẽ hội quân trở lại để hướng tới màn so tài với Hồng Kông diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tới." Và những phát biểu như này tôi thấy rằng đó là ông bầu rất tuyệt vời. Sẵn sàng là không lấy tiền vé để cho các cổ động viên có thể vào sân cổ vũ ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Và thứ hai nữa là ông ấy có nói rằng là bên VFF vẫn muốn bán vé để lấy tiền thì ông ấy sẽ chịu cái phần bù khi mà bị thiếu, khi mà bán vé bên phía Liên đoàn bóng đá họ đưa ra. Bởi nếu như mà thu với một mức mà bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ mong muốn mà mức đó lại quá thấp thì ông ấy sẵn sàng bỏ tiền túi ra. Nghĩa là các khán giả đến sân được xem, có thể được xem rồi, cuối cùng thì đến cả ông bầu vẫn phải bỏ tiền ra để làm sao mà được tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Hồng Kông tại đây. Nhiều người có nói rằng là liệu rằng có thu lại được cái lợi lộc gì hay không. Tôi nghĩ rằng cũng chẳng phải đâu, bởi với ông Văn Trần Hoàn thì chúng ta cũng biết rồi, ông ấy cũng đã rất nhiều lần chi tiền và sẵn sàng làm tất cả cũng chỉ vì người hâm mộ thôi. Còn câu chuyện vừa qua thì liên quan đến cổ động viên của Hải Phòng đốt pháo sáng thì tôi nghĩ rằng là ông ấy cũng là một người có phần chịu trách nhiệm. Nhưng dù sao thì đó cũng là phản ứng của ban tổ chức khi mà vẫn không thể cấm cổ động viên đến sân được. Bởi với ông Văn Trần Hoàn thì chúng ta cũng thấy rồi, ông cũng nói rằng là ông chịu trách nhiệm tất cả nếu như mà cổ động viên của Hải Phòng đến sân đốt pháo sáng trong trận đấu gặp Hà Nội vừa qua. Thế nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã xảy ra. Nhưng dù sao với cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi vẫn dành được rất nhiều những thiện cảm đối với ông Văn Trần Hoàn, một ông bầu rất tuyệt vời của câu lạc bộ Hải Phòng. Và với những thông tin vừa qua như thế này thì chúng ta mới thấy được rằng là có những ông bầu như ông bầu Đức hay ông bầu Hoàn và một số những ông bầu khác nữa thì rõ ràng bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ được hưởng lợi khá là nhiều. Vì vậy mà những thông tin ngày hôm nay với những ông bầu thì tôi cũng rất mong muốn để gửi đến quý vị và bạn những thông tin rất tuyệt vời dành cho bóng đá Việt Nam. Và hy vọng rằng là với một cái sân Lạch Tray, sân vận động rất đẹp và đáp ứng được những tiêu chuẩn rất khắt khe đến từ FIFA, giống những gì mà bầu Hoàn có chia sẻ, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có một trận đấu thi đấu tốt. Và đặc biệt đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời của Philip Jurice, và chúng ta sẽ cùng chờ xem với những con người cũ đó thì liệu rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ trình diễn một lối chơi như thế nào trước một đội bóng được đánh giá là cũng khá là vừa miếng, đó chính là Hồng Kông. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuyển Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.